Xin chào các bạn, cô sẽ hướng dẫn các bạn cái cách nộp bài bằng điện thoại. Tại vì tuần này là tuần học số đúng không? Có một số bạn có nhắn tin nhờ cô hướng dẫn. Thì để tiện thì cô sẽ quay lại màn hình luôn. Cô đã có một cái video hướng dẫn các bạn nộp bài trên thiết bị máy tính. Tuy nhiên trên thiết bị di động thì cô sẽ quay cho các bạn thấy nha. Tại vì đôi khi chúng ta thầy cô yêu cầu chúng ta phải nộp bài và chúng ta sẽ về nhà thì chúng ta không có máy, nên là chúng ta sẽ nộp thành các cái file hình ảnh. Vậy thì rất đơn giản, đợi cô tí, cô đổi sang vai trò là học viên giống như các bạn. Ví dụ như cái này cô có bài yêu cầu, bây giờ chúng ta sẽ nộp bài. Thì trên điện thoại các bạn cũng nộp như vậy á. Em nhìn nhá, ở cái biểu tượng đầu tiên này này. Đó, nó chính là cái biểu tượng để chúng ta up file lên. Đó, chúng ta chọn file. Thì nếu như ở trên máy của các bạn có nộp một cái file PDF hoặc là hình ảnh cũng được, thì tùy. Nếu là hình ảnh thì các bạn chọn. Cô lấy ví dụ, cô có cái file ảnh thứ nhất. Đó, rồi cô up lên. Đó, tiếp, nếu như chúng ta có thêm một cái hình ảnh nữa thì các bạn lại tiếp tục up vào, nhấn vào cái biểu tượng là file này. Đó, rồi chúng ta lại tiếp tục. Chú ý là mỗi lần chúng ta chỉ up được một file duy nhất. Ảnh nó cũng là một cái file nhé các em nhé. Ảnh nó cũng là một cái file, nên nhiều bạn nhầm tưởng, hỏi cô là cô ơi, em không thể nào up được nhiều file. Không phải là không up được nhiều file, vì mỗi lần chúng ta chỉ chọn được một cái file duy nhất. Đó, có thể là file ảnh, file PDF, file Word, file Excel. Đó, như vậy là cô đã có hai cái hình. Đó, ngoài nộp hình, nếu như các bạn còn có một cái file thì các bạn cứ nộp file bình thường đó. Đó, chúng ta có thể nộp file ảnh hoặc file PDF lẫn lộn được, tất cả nó đều là định dạng hình ảnh thôi. Đó, như vậy ở đây cô đã nộp được ba cái file. Đó, nếu như mà các bạn không muốn nộp nữa thì các bạn sẽ click vào cái file này đó và các bạn xóa nó đi. Đó, như vậy là cô chỉ xóa một cái thôi, còn hai cái còn lại vẫn còn nguyên. Sau đó chúng ta sẽ lưu những cái thay đổi. Đó, như vậy thì rất là dễ đúng không? Chúng ta mỗi lần chỉ up được một file duy nhất. Trong rồi á, do cái mạng của cô nó hơi bị chậm.